Trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc JW là thương hiệu thẩm mỹ Hàn Quốc uy tín số 1 tại Việt Nam với sự hợp tác chính thức của Bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng Jeonwon tại Seoul, Hàn Quốc và các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam đã tu nghiệp chuyên sâu về phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Hiện nay, chúng tôi là chi nhánh đầu tiên và duy nhất của Bệnh viện chuyên phẫu thuật thẩm mỹ JW tại Việt Nam, chuyên phẫu thuật hút mỡ, nâng ngực, nâng mũi, phẫu thuật cằm, phẫu thuật mở rộng góc mắt bằng công nghệ hiện đại. Trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc JW được xây dựng hiện đại từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị. 100% vật liệu thẩm mỹ và công nghệ làm đẹp đều nhập trực tiếp từ Hàn Quốc, rất phù hợp cho người Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Đặc biệt đến với trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc JW, quý khách được bác sĩ chuyên môn trực tiếp tư vấn trước khi đi đến quyết định phẫu thuật. Sự khác biệt của thẩm mỹ Hàn Quốc JW là sự chuyên biệt hóa về lĩnh vực chuyên sâu. Mỗi bác sĩ đảm nhiệm một số kỹ thuật chuyên biệt nhằm tạo kết quả phẫu thuật tốt nhất cho khách hàng. Quý khách hàng cũng sẽ yên tâm hơn khi chọn lựa thẩm mỹ Hàn Quốc JW để chăm sóc sắc đẹp. Bởi chúng tôi cam kết chất lượng thẩm mỹ cao nhất, kỹ thuật mới nhất theo đúng tiêu chuẩn mà Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc JW đã đề ra khi thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi xin lưu ý, Trung tâm thẩm mỹ Hàn Quốc JW là chi nhánh duy nhất của Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc tại Việt Nam. Mọi khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc JW, cơ sở 1, 141-143 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 2, 336 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 0866832222, 0822374567. Hotline 0968681111, 0968 0968682222 và 0968692222 hoặc tham khảo qua website thẩm mỹ hàn quốc.vn và thẩm mỹ hàn quốc.com.vn.